các bạn ơi, mình order một cái dĩa bánh, ba cái bánh bê nhê. Một kinh nghiệm lạ này, free car wash. Chào các bạn đến với Ten Travels. Welcome to Sweet Home Alabama. Chào các bạn, bây giờ mình đang ở thành phố Mobile, Alabama. Tối qua mình ngủ ở bên biên giới với Florida. Mississippi Welcome Center. Mình tới New Orleans rồi nha. Mấy người gốc mà nói tiếng Pháp đó và tụ về đây trong cái thời mấy cái nước từ bên Âu Châu qua đánh với nhau rồi giành đất với nhau vân vân, cuối cùng thì người Pháp cũng tụ về đây, rồi ngay cả cái nhóm người Pháp ở trên Canada đó họ cũng kéo về đây. Cho nên những ngày lễ lớn này kia của những cái sắc dân mà nói tiếng Pháp đó, rồi họ cũng tụ về, họ kéo về họp rất là đông để giữ gìn cái ngôn ngữ, cái văn hóa của những người nói tiếng Pháp. Coi kiến trúc đẹp ha, mình giống như mình đi qua cái nước khác vậy đó. Mấy hàng quán trong nguyên một cái quần thể, các cái tòa nhà lớn dài đó, ở bên trong những cái shops nhỏ nhỏ trong đó. Sớm lắm, mới 9 giờ rưỡi sáng thôi. Tối rồi thì người ta sẽ đổ ra. Bây giờ chắc ta cũng dọn dẹp sau khi buôn bán ăn uống party kia ban đêm trong các hàng quán rồi đó. Bây giờ họ chuẩn bị đem đồ ăn vào, rửa ra dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi chiều tối. Chiều người ta ra đông đi chơi ăn uống ở đây. Buổi sáng vậy thì mình thông thả, mình chạy không có kẹt đường. Các anh em coi hay ha, kiến trúc cũng lạ ghê chưa. Nó không phải như Quebec của Canada. Khu trên Quebec thì cũng dĩ nhiên là cả tỉnh Pháp mà, nhưng mà ở dưới này cũng Pháp nhưng mà nó cũng có một cái sắc thái, không biết từ cái thời thuộc địa hay như thế nào đó. Các bạn ở Quebec của Canada hoặc là những bạn ở bên Pháp thì thấy cái khung cảnh này có những cái nét nào gần giống nơi các bạn sinh sống hay không? Mình thấy nó có những cái cột để chặn này chặn nọ dưới đường như vậy để kiểm soát lưu lượng xe này kia vân vân đó. Mà thấy cũng giống giống như bên Âu Châu. Chẳng những thế mà nó còn để hai bên nữa để cho người đi bộ trông được an toàn đó, sẽ hơi không có càng nữa. Các bạn thấy vậy đừng có nghĩ là nó quan tàn nha. Nếu mà các bạn đến đây buổi tối rồi thôi rần nhạc party rồi nhảy múa quần áo sắc sỡ muôn màu vui dữ lắm.
Lambretta hồi xưa vậy hả? Chắc cũng bán cà rem hay bán cái gì hay đồ nghe gốc hả? Không? Kiếm sống được. Nè, ai muốn xe đi thì đi ha. Cái vườn đẹp quá. Khu này tôi nghĩ là Jackson Square. Đúng rồi, welcome to Jackson Square. Tên này Café Du Monde, the original coffee stand. Café du Monde. Chỗ này chắc lại lấy order. Nếu ai muốn check out thì sắp hàng ở bên đó check out được, còn muốn ngồi bàn thì là cứ ngồi bàn rồi họ tới họ lấy cái order. Ở ngoài kia có nhạc sống luôn, còn muốn có máy lạnh thì vô trong đây. Trời nóng bây giờ đây. Các bạn ơi, mình order một cái dĩa bánh, ba cái bánh beignet, $3.85 một dĩa, cà phê cỡ 4 đồng mấy 5 đồng, mỗi người 1 ly. Họ cho thêm 2 ly nước lạnh nữa. Cà sữa. Đây lớn lớn cà phê. Cà phê sữa. Cà phê sữa. Cái này cà phê Du Monde mà có sữa. Cái này cà phê Du Monde mà chỉ đen thôi. Mình uống tại bàn. Đây là cái loại bánh beignet nổi tiếng ở cái vùng New Orleans này. Wow, cái bánh nó thấy hơi giòn giòn rồi có rắc ở này đường gì? Đường giống như bột đường, đường bột này hết. Thì bánh beignet ăn thử nha. Cái bột đường này đó mình ăn cái nó hút vô cái nó sặc, nhưng mà bột rất là ngon, bánh nó rất là giòn, cái ruột nó rất là mềm, cho nên ăn cũng thấy thích lắm. Ăn xong rồi chắc uống cà phê là rất là hợp. Ngon lắm các bạn ơi, mời các bạn nha. Ngon không? Đố ai ăn bánh mà không dính cái bột đường này ở trên miệng thì rất là hiếm rồi nha. Thấy hạnh cũng không có dính là giỏi à. Tôi ăn là dính tùm lum hết trơn á. Ăn cái nữa coi dính không nha. Quá wow, dính chút xíu trên môi thôi. Quá giỏi, quá giỏi. Bánh này mình ăn có bột đường ở trên. Cái mé ngoài rất là giòn, ở trong nó mềm 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 mềm, ăn rất là thích. Mà cái thích nữa là ăn nó rớt bụi phấn xuống tùm lum. Ăn uống cà phê. Cà phê Du Monde này nổi tiếng ở vùng New Orleans. Các bạn có dịp ghé ăn ở đây, uống ở đây. Họ có bán mấy cái hộp để đem về nữa. Bánh cũng đem những cái hộp giấy nhỏ nhỏ đem về. Còn cà phê thì trong những cái lon bằng
thằng Mero á, có cái nắp nhựa có thể đem về. Mình uống cà phê xong rồi xin cái ly nhỏ nhỏ để đem phần còn lại đi ra cà phê Dumont ha. Đó, cái quán rất là đắt, có nhạc sống, nhiều người đến đây để thăm chỗ này lắm. Bây giờ mình đi lên đây chơi nha, đi ra cái chỗ này để nhìn ra cái bờ biển bên ngoài. Ngoài kia có cái cầu lớn, có những cái du thuyền để chở du khách đi, có cái bờ sông ở phía trước. Ở đây ngồi mà xem thì nếu có hòa nhạc này kia cũng dễ. Khu mát mẻ lắm buổi chiều á. Ở trước đây có người bạn dẫn ra đây ngồi buổi chiều tối ăn bánh rồi ra đây ngồi. Ở phía trước đó thì mình thấy có cái tòa nhà rất là đẹp, hồi nãy mình có chụp hình ở trong đó đó. Thì bên kia ngồi thấy có du khách ngồi để có xe ngựa kéo chở đi chơi trong phố. Wow, đứng dưới tàn cây rất là mát. Mặc dù ở trời bên ngoài hiện tại cũng nóng lắm. Đây tiệm Gumbo Restaurant ở ngay cái bờ sông lớn ở tại đây. Mình băng qua cái đường xe, không biết xe lửa hay là xe điện trong thành phố. Yeah. Thì ra bờ sông, nếu ai muốn đi River Cruise thì có thể mua vé lên những chiếc tàu như vậy, nó chở đi dọc theo mé ngoài của thành phố để xem New Orleans từ sông, từ bờ sông. Ở trên nóc xe nóc xe mưa rứa mưa sối.
Một kinh nghiệm lạ này, free car wash mai tối đánh đổ xuống rửa xe luôn cũng vui. Nó đổ xuống hết đầu. Muốn lửa trong mưa tắt lửa rồi. Mình đi chơi nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ, xong vừa vô xe lo bấm bản đồ cái là mưa nó đổ xuống quá chừng, may quá, xong rồi đi rửa xe luôn ha. Chưa, tìm chỗ rửa xe không có. Cái kiến xe nó giờ mấy cái còn dính đầy bên kiến hết trơn luôn. Sợ quay phim không, các bạn không có thấy được đẹp. Chỉ kiếm chỗ rửa xe, kiếm hoài không ra cây xanh có chỗ rửa xe. Giờ mưa xuống tốt quá, sạch rồi. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye.